Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ mô tả khái niệm cơ bản về tật khúc xạ để trả lời câu hỏi như thế nào là cận thị, viễn thị hoặc là loạn thị. Các phương pháp điều trị tật khúc xạ hiện nay. Trước khi bắt đầu bài học, hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để tiếp tục nhận được các video thú vị tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Trước tiên tôi xin trả lời câu hỏi tại sao lại gây ra tật khúc xạ. Tôi xin khái quát về khúc xạ cơ bản của mắt. Hệ khúc xạ cơ bản của mắt được hình thành bởi 3 yếu tố: giác mạc, thủy tinh thể và trục nhãn cầu. Khi bất thường các yếu tố này thì hình thành nên tật khúc xạ. Ở slide này là hình ảnh miêu tả vui nhưng có ý nghĩa về các hình thái tật khúc xạ. Cụ thể là ở người chính thị, ảnh rơi vào đúng võng mạc. Cận thị là ảnh ở trước võng mạc. Viễn thị gây ra ảnh ở phía sau võng mạc. Còn loạn thị thường là do nguyên nhân giác mạc có độ cong không đều, dẫn đến hiện tượng ánh sáng ở các tinh tuyến khác nhau không hội tụ tập trung thành một điểm mà thành một quầng ảnh. Cho đến nay, việc điều trị tật khúc xạ vẫn còn là một vấn đề nan giải với các bác sĩ nhãn khoa. Chính bởi thế, có nhiều phương pháp điều trị tật khúc xạ đang được áp dụng hiện nay. Đầu tiên là biện pháp thông dụng nhất là việc sử dụng kính, trong đó có kính gọng và kính tiếp xúc. Việc sử dụng kính gọng như thế nào đã được tôi giới thiệu ở một video khác. Kính tiếp xúc trên thị trường hiện nay có hai loại kính tiếp xúc là kính tiếp xúc mềm đeo ban ngày hoặc kính tiếp xúc cứng đeo ban đêm. Đối với phương pháp phẫu thuật điều trị tật khúc xạ dựa vào cơ chế điều chỉnh độ cong giác mạc, lần lượt có các phương pháp LASIK, femtosecond, phương pháp tạo vạc hoặc SMILE là phương pháp không tạo vạc. Với cơ chế tác động vào thủy tinh thể có các phương pháp với tên gọi là FAKIC hoặc FAKO. Một phương pháp đã từng được sử dụng trước đây và bây giờ bắt đầu được nghiên cứu nhiều hơn là việc sử dụng thuốc để điều trị tật khúc xạ. Cho đến đây, tôi đã gửi tới bạn khái niệm sơ bộ về tật khúc xạ, cơ chế và phương pháp điều trị tật khúc xạ. Có thể bạn sẽ hỏi tôi là khi nào thì đeo kính gọng hoặc khi nào thì đeo kính tiếp xúc hoặc kính cứng tiếp xúc đeo ban đêm là như thế nào. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều thời gian hơn và ngoài phạm vi của video này. Nếu nhiều bạn quan tâm, tôi sẽ quay lại trong một video khác. Tổng kết lại, chúng ta nhớ rằng tật khúc xạ là sự bất thường giữa giác mạc, thủy tinh thể và trục nhãn cầu. Cận thị là ảnh ở trước võng mạc, viễn thị là ảnh ở sau võng mạc, loạn thị là ảnh tại các tinh tuyến khác nhau không tập trung ở đúng võng mạc. Điều trị tật khúc xạ có các phương pháp dùng kính, dùng thuốc, phẫu thuật. Tôi sẽ dừng video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để tiếp tục nhận được các video khác. Bạn cũng có thể kết nối trực tiếp với tôi qua Zalo theo số điện thoại ở đây để giải đáp các thắc mắc của mình. Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu gì, nhớ để lại trong phần comment phía dưới.